Theo tin tức từ dinh.vn, phát lộc online đưa ngày 25 tháng 2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai homestay ở TP Hội An về hành vi báo cáo khách không trung thực. Khách tây du lịch Hội An giữa thời điểm xảy ra dịch Covid-19. Ảnh, pháp luật online. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 2, đoàn kiểm tra liên ngành Quảng Nam đã phát hiện hai homestay ở Hội An, khai báo có 39 khách Trung Quốc đang lưu trú. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới kiểm tra tại cơ sở lưu trú, thì không có khách lưu trú như đã đăng ký. Lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với hai cơ sở, qua đó thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam xác định hai homestay đã có hành động liên kết với một công ty dịch vụ xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài để hưởng hoa hồng. Với hành vi khai báo không trung thực này, hai homestay ở Hội An đã bị xử phạt hành chính, mỗi cơ sở bị phạt 2 triệu đồng. Let's Love Us.